Vũng Tàu về đêm đó. Tối thứ bảy đây là gọi là đường Hạ Long á, bởi sao nó gọi là đường Hạ Long, cũng không nhiều người lắm ha, ha. Tối thứ bảy mà không không đông thì tối nào đông. Bị Phan Thiết nó giật khách hết rồi. Mẹ đi cái đường quốc lộ 51, mẹ đi mày kẹt xe dữ quá mà. Chết mẹ, mình dính máy rồi nha. Nó đi rồi nắng. Phan Thiết giờ có cao tốc điện Phan Thiết coi như là người ta dồn hết về Phan Thiết luôn, thà đi Phan Thiết sáng đi tối về còn hơn thay Thiên Nhông. Bắn à. Rồi xong bắn thánh luôn. Hậu quả của việc quốc lộ 51 kẹt xe quá nhiều đó, hậu quả là vậy á. Đúng rồi, hôm qua mắc lộn một cái xe quá nhiều. Mà nhiều Đi lúc một cái là đoạn cái quán ăn hải sản á, giá bình dân người